theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. IQ500 đang mò vào ở đây thì bị Trương Minh Hiếu trốn ra bên trong được rồi. IQ500 lỡ mất một nhịp cơ hội để có mạng và Minh Hiếu flick tâm và mồm với chủ IQ500 trong vòng một nốt nhạc. Khi mà IQ500 vừa lỡ trốn thì Minh Hiếu đang nghe tức có câu trả lời. Bây giờ DG họ mới ở trong cái thế khó. Fergus bị knock out, vị trí one tap và one tap bị knock out lại vị trí của Nelty. Một tình huống xuất hiện của Nelty, lòng cà knock out được gót TC. Minh Hiếu lập play còn lại trong pha này. Minh Hiếu bắn, Minh Hiếu cũng yếu luôn nha. Đi về dưới cây mình hoàn toàn thể chơi lại được trong pha này. Một người nữa bên phía team Joker là đâu? Hình như là Joker chỉ còn lại cho mình là ba player không? Thôi. Còn đấy, lại mỗi Minh Hiếu thôi. 15 HP được cộng nhưng bây giờ thì đó là quả flash đầu tiên trắng rồi. Và đối phương đang đẩy đến vị trí Nelty. Nelty chết cộng thôi. Và bây giờ thì không sao cả, đó chúng quay trở lại và anh ta có được vị trí của Minh Hiếu top thi đấu thứ 16 dành cho team Joker. Nhưng hãy cẩn trọng với góc của 74L1 nha. Bây giờ thì Đức Mỹ tiếp tục nấp về Jay Ken. Bị bắn yếu đi vị trí Chicken Kid. Chicken Kid anh ta bị trả một quả gì đó đến từ vị trí Đức Mỹ. Tiếp tục là một quả flash tiếp theo. Bây giờ có một quả gì đó, đó là quả death ngược trở lại. Chicken Kid cũng nằm xuống vị trí Jigo rồi. Cruz đề vào ấy, nó tương đối giống với cái nhà rác nhỏ nhỏ. Nó chia ra thì nó không hiệu quả lắm. Khi mà chúng ta bị trả đồ vào là khó chạy. Ở đây thì bên phía của team SPTC đang lao vào và bên phía team Subrut quyết định giữ ở ngoài biển bò. SPTC từ nãy giờ họ chỉ lao thôi nhưng đó tình huống sấy tốt đến từ vị trí của Tôm Dầu. Bịp anh ta trở thành diễn viên phụ trong pha sấy vừa rồi của Tôm và đó là Rain coi mình cái mạng của Hoàng với team SPTC. Và như vậy thì lần này không may mắn như những lần trước, SPTC họ đã bị mất người rồi. Bây giờ chỉ đến một play chấm máu đến từ Văn Nghị thôi. Nhưng rất may ở không, bây giờ thì vị trí của Sabo cũng có được bạn Văn Nghị luôn rồi. Nấu một cũng đang có những điểm hạ gục. Easy toang, Easy bất ngờ toang, họ toang ba người rồi và người. Đó là VG, Sinvi và đó là Sinvi cùng với Tôm Dầu đang hồi máu và Tôm Dầu anh ta bị phát hiện bởi vị trí của Sinvi và bây giờ thì Sinvi cố gắng mò vào và vị trí của Tôm Dầu lại đi ra ngoài nhưng Nelty là người bắn vỡ mồm vị trí của Tôm Dầu pha thi đấu vừa rồi. Easy Esports họ có thể cứu lại được nha. Nhưng mày, nhưng Subrut đang tới nhưng và đó là Sinvi. Su Bang đang lao thẳng xe vào không thể cứu được Klee. Mạng của Klee lại thuộc về vị trí của Jun. YS bị confirm về vị trí của Su Bang. Sinvi hôm qua bắt cháu gà, hôm nay Sin đã bỏ nhà ra đi, tên là Sinvi đi rồi. Khi mà Subrut tới 4 người thì không thể cứu được, ở đây thì đang là play của đoàn voi hoang dã này đang muốn lao cái team No 1 và Jigu của Đức Mỹ là vừa rồi là có cho mình là 2 điểm. Ở hiện tại thì phía team No 1 cũng rất nhanh chóng giao diễn di chuyển không để cho phía team Play của Liên Tục giữ chân. Và phía bên kia thì phòng nào xuống xe Nelty coi mình cái mạng của Sinvi và như vậy thì Easy bị clear ở vị trí top thứ 13. Z đang ở ngay sau lưng cái team LG Divide rồi và đó là vị trí của Tuto xây. Tuto xây một tên cái gì đây, knock out vị trí Đức Mỹ hack à. Tình huống xây rất nhạy cảm đến từ vị trí của Tút Lè. Và bây giờ thì Sapao cùng với Mèo Ú đẩy lên. Tuto đang góc khó. Bây giờ vị trí của JN phải cương trong pha này. Mèo Ú với JN và JN bắn. JN lỗi. JN vẫn có mình cái mạng của Mèo Ú pha này. JN còn lại 14 máu mà thôi. Sapao knock out được vị trí của Tuto. Và No 1 mất 2 người rồi. Pha di chuyển này của No 1 thực sự nó đang hơi khó. Đâm vào góc này có cả FGS vẫn còn đây, còn cả LG Divide và chúng ta còn có cả cái để server ở góc phía dưới nữa. Bây giờ thì đang bắn rất nhiều đến từ vị trí Fab. Tiếp tục Long đó là cả vị trí Long Cà có được mạng vị trí Jigo. Và bây giờ thì vị trí của các thành viên của team LG Divide, JN cũng nằm xuống luôn bởi vị trí của 2Q đến từ FGS team. Và trước đó là vị trí chủ động KS mạng thôi, Sabo mới là người đốc. Bây giờ vị trí Sabo kết thúc mạng của vị trí Toto và các thành viên của team LG Divide, họ còn đó là vị trí Fab. Sabo đang bị sấy vào, Sabo bị sấy rất đau. Sapao còn một chấm máu, Sapao đang cố gắng lao vào nhà vệ sinh này nhưng đã bị chính của Pháp bên phía team LG Divide bê đi lại đóng cửa vào. Nhưng cái nhà vệ sinh này của Pháp sớm muộn gì cũng phải nằm. Và Unicorn Phoenix đang có cơ hội để cạnh tranh vị trí top 1 của Easy. Sologi knock out được Z có thể đổi mạng của tài con nhưng mà Fergus có phần bị su bang rồi. Sologi đang nằm trong tầm kiểm soát về phía team FGS và như vậy là 5 kill cho FGS trong pha này. Xe di chuyển Long Ca sẽ có mạng mà tôi tin là như vậy và xây AKM không thể nằm vào chiếc đội vị trí của Long Ca confirm kill ngay. Và đó là Tuấn Z cũng đã có về phía mạng của Z về phía team FGS. Long Ca sẽ sủi một tình huống mò rất táo bạo 10 kill cho về phía team Divisnik Gaming. Như là Fergus muốn cứu, như vậy là Long Ca bị confirm bởi Glory rồi. Góc này thì vị trụ IQ500 hoàn toàn có cho mình cái mạng đã bầu trời được. Nhưng vừa rồi là táp trượt.
Ngọc Tân có mình mạng Doctology với team Bảo Nam. 4 team còn lại đó, DG, Maugi, Unicorn Phoenix, nhưng Game Home cũng đã phải dừng lại vị trí thứ 4 rồi. Mới ngồi dậy. Akinem đang thậm chí lại còn bị bắt bởi vị trí double chơi cơ, nhưng Maugi đang bắn xuống dưới này. Và double chơi di chuyển double chơi. IQ500 bỏ có cho mình cái mạng của Ngọc Tân double chơi. Anh ta vô chưa trong pha thi đấu vừa rồi. IQ500 còn nửa máu. Fergus knock out vị trí của Tuấn Z. Đây sẽ là cái top 1 cho bên phía team đi với Gaming rồi. Có thể nói là như vậy, nhưng ở đây thì vị trí của double chơi vả mồm được IQ500, nhưng cuối cùng thì Fergus vẫn làm tốt. Flash rất thông minh từ vị trí Fergus, câu kéo thời gian để cho IQ500 được cứu và đổi về là một tình huống 1 vs 3 mà Kurt bị trả rất nhiều đồ từ Fergus luôn. Mà Kurt đang quay cuồng, cứ đảo lên rồi lại đảo xuống, quá nhiều những cái sự khó khăn rồi. Vị trí Kurt anh đã dính lửa rồi, và bây giờ đẩy lên Fergus vào top 1 dành cho DBZN Gaming. Hai cái top 1 trong ngày thi đấu này rồi.